này bài số 3 nó dạy ta nói sơ cái kỹ thuật về số 3. Số 3 là nó dính tới cái bầu tử, nó có động tác cái bầu tử này ha. Khi mình đứng dậy, khi cái bài số 2 nó xong, nó cái chân đứng dậy thì bắt đầu nó biết chuẩn bị nó bước ra, thì cái tay nó rung thấp xuống nó bước ra. Thì cái này cái bầu tử nó hất cái bầu tử vào mình này, nó ẹo cái bầu tử vào, nó ẹo cái bầu tử vào, thì cái tay nó để vậy nè, nó đưa qua vậy, nó đưa cái chân qua vậy, thì cái bầu tử nó đưa, thì nó đưa cái mông qua bên này, đưa cái mông qua bên này, thì cái bầu tử nó bị hất qua bên này, thấy không? Đó, nó là làm lại nha, đó là cái động tác thứ nhất là đứng dậy nè, thấy không? Đưa cái tay qua bên này thì cái mông nó phải eo ra vậy để nó lắc, để kéo bao tử này, còn cái tay này thì nó dột, nó một tay sợ dưới thấp dưới cao, nó làm vậy. Xong cái mông này nó, cái tay nó để xuống ngang hông vậy, xoay ở đây là cái bao tử nằm giữa, kéo qua đây là cái mông nó chạy qua này, xong nó hất lên thả xuống đó. Thì động tác là gồm cái động tác eo này, ẻo này, dạy là ba động tác, thấy không? Động tác thứ nhất là nó cái tay nó để bên này thì cái mông bên này. Động tác thứ hai là cái tay bể bên này thì cái mông nó ẻo này. Khi vô giữa là cái mông nó đứng yên, thành ra cái này là lắc mông của nữ. Nghe làm lại nha. Đứng yên là cái bàn chân nó đang đứng mở, và số 2 xong. Cái tay nó đứng lên để lấy clip nó mày tập. Nghe. Đưa tay, đưa cái chân này ra nè, đưa qua, thấy không? Thì cái mông nó đang để ẹo mông qua, thấy không? Rùng xuống nè, xoay vô giữa, xoay vào này, đưa cái mông qua mình này, dựng nó lên, đứng đó, đó là lắc mông bên trái, xong chuyển qua lắc mông bên phải, đưa qua mình này, cái mông nó ẹo bên này, xoay cái mông vô giữa, lắc cái mông qua bên phải, dựng lên, đứng thẳng lên, ướng cái bụng lên cái, đó, căng cái bụng, làm lại lần nữa. Đứng im, đang đứng vậy ha, bước ra bên trái, lắc cái mông bên phải ra, đưa cái mông vô giữa, lắc cái mông qua bên trái, giơ tay lên, ướng cái bụng, cái chỗ dạ dày cứng. Rồi giơ tay qua bên trái, bước qua bên phải, lắc cái mông qua bên trái, xoay vô vậy, xoay lắc cái mông bên này, dựng lên vậy, đứng lên, chồm ưỡn cái dài lên, thả xuống đó. Tập thứ ba, tập cái đó là chữa bệnh da dày đó, của đạo dẫn. Cái này là đi theo cái đường kinh như cũng trong kinh luôn, cũng trong đường kinh vậy.